Nếu tôi không bị kỷ luật ở xà Liêm Chí Hòa, ở cầu thang lầu 3, thì tôi không biết được ở lầu 3 có phòng giam phạm nhân án tử hình. Suốt ngày bị còng hai chân hai tay, chỉ mở ra khi giờ ăn. Các anh vẫn chuyện trò râm ran, những ca hát ngâm thơ. Tôi vẫn ngạc nhiên về thái độ bình tĩnh trước cái chết đó. Bình thường tôi thấy hầu như ai cũng như ai, thất tình lục dục đủ cả. Cũng có những người ưu tư lo lắng hay sợ nữa. Nhưng tại sao trước khi chết họ bình tĩnh đến như vậy được? Tôi không nghĩ đó là sự liều lĩnh hay bất cần cuối cùng của con người, nhưng đó là thái độ chấp nhận một cách có ý thức. Thái độ liều lĩnh chỉ xảy ra cho con người trong một lúc nào đó. Đằng này các cử tội thấy cái chết rõ rệt trước mặt, và họ biết trước hàng nhiều tháng. Nhưng một ý thức do mệnh lệnh từ lý trí và quả tim đã khiến cho những người tử tù có thái độ ung dung đón nhận. Tất cả có thể gọi là một tinh thần chống cộng và yêu nước cao độ của những người tù tử hình đó. Những buổi nói chuyện với nhau quanh điếu thuốc lào của những anh đã có nhiều kinh nghiệm trong mọi ngành nghề, giúp cho các bạn trẻ thu thập hiểu biết và tạo niềm tin. Chúng tôi sống trong tù nhưng thoải mái tinh thần. Những người bị nghi ngờ là anten báo cáo đều bị canh chừng và cô lập. Sự hăng hái của các anh em trẻ khiến những người này phải sợ không giở trò gì được. Giả lại anh em trẻ họ chấp nhận đấu tranh, họ không sợ bị giam, bị cùm trong xà Liêm kỷ luật trở thành quen và không đáng kể. Anh em chịu đựng được. Ngay cả các anh em hoạt động chống đối với chứng cớ bị đưa ra tòa cũng không sợ. Tháng 7 năm 1979, trong phòng tôi có em Đoan, Tuấn, Hùng, tổ chức phục quốc. Các em bị bắt có súng dù chưa sử dụng. Ra tòa các em lãnh án từ 20 năm đến chung thân, các em vẫn tỉnh bơ. Khi tòa kêu án em Đoan 20 năm, Đoan nói: "Các ông kêu án tôi 20 năm, rồi các ông ở, chứ tôi không ở đâu." Tòa bị xúc phạm, liền nghỉ án ngay tại chỗ và nâng thành bản án chung thân. Em Thắng, trước là lính hoạt động phục quốc, ra tòa kêu án 18 năm. Em xin án chẳng, 18 năm lẻ buồn lắm. Tòa cũng nghỉ án thành chung thân ngay tại chỗ. Thắng về lại phòng, tỉnh như không. Ở cùng với Thắng từ tháng 4 năm 1978 tại Sở Công an thành phố. Nhớ ngày nào em mới vào, chân phải đầm đìa những máu vì em chạy khi công an đến nhà bắt. Bị bắn vào chân, em vẫn cố chạy đến khi bị bắt. Vào trại, công an ghét không chữa vết thương. Viên đạn còn nằm trong chân, vài ngày sưng tấy lên. Em vẫn không rên. Nhờ Huệ Nhật săn sóc mỗi ngày rửa bằng nước muối từ sưng, ung mủ, rồi xẹp vết thương. Dù viên đạn vẫn còn trong bắp thịt, chỉ toàn rửa bằng nước muối. Kể cung cách những người tù trẻ tuổi ở Sài Gòn sẽ thiếu sót nếu không nhắc đến người tù chánh trị trẻ nhất thời đó. Tôn mới 12 tuổi, con có một đại quý đi học tập cải tạo, nhớ cha và quán cộng sản, tự ý em viết hai khẩu hiệu Đả Đảo Cộng sản và Đả Đảo Hồ Chí Minh, rồi đem dán ở cổng trường Lý Thường Kiệt, Tân Bình. Công an bắt hỏi em làm gì, Tôn xưng là Đại tướng Tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng hòa. Hỏi ai xúi viết trường đơn, em trả lời: "Làm đại tướng thì tự ý làm, còn nghe ai xúi?" Hỏi đồng bọn có những ai thì em trả lời: "Đã bắt được tướng còn hỏi quân làm gì?" Việt Cộng tức lắm, đánh đập, dụ dỗ thế nào em cũng trả lời như vậy. Trong phòng sống với các anh, chú, bác, rất lễ phép, nên ai cũng thương em. Bọn cán bộ thấy em còn bé, cho ra ngoài để lao động trong trại. Em đã từ chối không nhận. Công việc lao động trong trại tạm giam là một ân huệ, mà những nhà tư sản, sĩ quan, viên chức cao cấp, nhiều người đã làm anten báo cáo để hy vọng được chọn. Tôn không thèm làm. Việt Cộng đưa Tôn đi các trại tập trung, quản lý trại không nhận vì em ít tuổi. Chúng lại đưa em về nhốt ở trạm Chí Hòa hay Phan Đăng Lưu. Trụ sở công an Phan Đăng Lưu, Chí Hòa
Tù thuộc sở công an thuyên chuyển thường xuyên từ trại này qua trại kia, cho đến khi đi trại tập trung, ít có người ở nguyên một trại. Đầu năm 1979, tôi ở trại Long Khánh, Tôn còn được đưa lên đó một lần, trại tập trung vẫn không nhận em. Sau này không biết chúng giam em ở đâu và đến bao giờ mới cho về. Tôi cũng đã gặp một số các thượng tọa đại đức như thầy Quảng Độ, Huyền Quang, Tông Bửu, các thầy bị bắt trong vụ Việt Cộng tiếp thu cô nhi viện Quách Thị Trang. Cuối năm 1976, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất mở đại hội. Việt Cộng đã cho các cán bộ giả làm sư từ các tỉnh về dự đại hội để mong khuynh loát toàn thể giáo hội. Nhưng thầy Đức Nghiệp đã tổ chức thành công đại hội. Ban lãnh đạo giáo hội ngoài Hòa Thượng Trí Thủ còn các thượng tọa đại đức chân chánh đều được bầu về những chức vụ then chốt. Không có một tên Việt Cộng hay Tây Sai nào được chấp nhận vào ban lãnh đạo của giáo hội. Việt Cộng đòi tiếp thu cô nhi viện Quách Thị Trang. Các đại đức và ni sư chống lại. Lấy cớ đó, Mai Chí Thọ cho bắt toàn thể lãnh đạo giáo hội Phật giáo Thống Nhất, trừ Hòa Thượng Trí Thủ, chúng cô lập tại chùa Già Lam, Gia Định. Thái độ chịu đựng những ngày đói khổ ở Xà Lim, tác phong đúng đắn, tư cách bình tĩnh của các thầy, làm nhiều người rất kính phục. Một hôm, tôi đang ngồi viết bản lý lịch trong phòng hỏi cung, bên cạnh có tiếng đập bàn và tiếng người hét. Tôi để ý nghe mẫu đối thoại. Bọn thầy tu các anh thật ngoan cố, tội lỗi không chịu nhận. Các anh chỉ quen thói truyền bá mê tín để lợi dụng nhân dân, hưởng thụ mà không lao động. Có tiếng trả lời gọn gàng dứt khoát. Cán bộ không biết gì về tôn giáo và tín ngưỡng, cán bộ không nên nói. Tôi đã được biết chính sách của nhà nước và Bác Hồ tuyên bố tự do tín ngưỡng. Tiếng Tình Chấp Pháp vẫn hằng học gằn từng tiếng. Anh đừng nói đến Bác Hồ và tự do tín ngưỡng. Tự do tín ngưỡng là quyền của người công dân. Còn các anh đã bị bắt, đã phạm tội thì không được tự do tín ngưỡng nữa. Tôi bị bắt nhưng chưa phạm tội. Cán bộ không chứng minh tôi phạm tội gì. Cán bộ chỉ buộc tôi nhận tội thì tôi không có tội để nhận. Như vậy làm sao buộc tội tôi không còn tự do tín ngưỡng? Tôi đã bảo anh ngoan cố, có sai đâu. Bị bắt mà anh bảo là không có tội, có phải anh bảo chúng tôi bắt sai, bắt lầm anh? Đảng không bao giờ lầm lẫn. Chúng tôi là những người đại diện cho Đảng để thi hành pháp luật. Con người thì không thể nào bảo là không sai lầm, mà Đảng là tập thể của con người thì làm sao bảo là không sai lầm? Anh nghiêm ngay, anh nói thế là chống lại Đảng, thế mà anh bảo không có tội. Anh chống lại Đảng, anh chống lại chế độ vô sản, anh chống lại nhân dân. Trước kia tôi có hành động chống lại chính quyền miền Nam, mà tôi chưa bao giờ bị buộc tội và không ai nói là chúng tôi có tội với nhân dân. Từ ngày miền Nam giải phóng, tôi chưa làm một hành động và lời nói nào chống lại chính quyền. Chúng tôi thi hành mọi chỉ thị của chính quyền, thì làm sao gọi là chống lại chính quyền? Các anh tổ chức đại hội toàn quốc, có người đến dự đại hội, các anh không chấp nhận, có đúng hay không? Chúng tôi tổ chức đại hội, các vị lãnh đạo giáo hội có xin phép chính quyền mới có đại hội. Còn có những phái đoàn ở tỉnh lên họp không được tham dự vào ứng cử và bầu cử vì họ không có giấy chứng nhận của giáo hội. Họ không có tư cách đại diện cho giáo hội ở địa phương. Nhưng họ có giấy chứng nhận của chính quyền địa phương. Sao các anh không công nhận? Không công nhận chính quyền cách mạng địa phương là chống cách mạng. Nếu họ là tu sĩ đại diện các tỉnh giáo hội thì phải có công nhận của giáo hội, còn giấy chứng nhận của chánh quyền, họ là người của chánh quyền, họ là tu sĩ quốc doanh. Anh ngoan cố, anh bảo tu sĩ quốc doanh là có ý gì? Nhà nước chúng tôi là nhà nước chuyên chính vô sản, ngoài nhà nước ra thì không có một tổ chức nào khác có đủ thẩm quyền hơn, anh biết chưa? Tiếng trả lời vẫn ôn tồn. Đây không nói về thẩm quyền,
Nhà nước có thẩm quyền của nhà nước, nhưng giáo hội Phật giáo chúng tôi đã tổ chức từ lâu, nên cũng biết rõ những người không nằm trong giáo hội. Thì những người đó dù có giấy chứng nhận của chính quyền là tu sĩ, thì họ có quyền tu của họ, và ai cũng tu được. Nhưng không phải ai cũng tự xưng là đại diện ở địa phương để đi dự đại hội toàn quốc. Nãy giờ cán bộ nói nhiều đến chánh quyền vô sản là chánh quyền của nhân dân, và tôi là người có tội với nhân dân. Tôi đề nghị chúng ta làm một cuộc thử nghiệm. Cán bộ cùng tôi làm một cuộc đi bộ xuyên qua nước Việt Nam. Chúng ta không mang theo món vật gì để chứng tỏ cán bộ là vô sản. Tôi không dám nhận tôi là người vô sản. Cán bộ mặc đồng phục, mang phù hiệu để mọi người biết cán bộ là đảng viên, là công nhân viên nhà nước. Tôi chỉ mặc một cái áo nâu của người tu hành. Chúng ta sẽ nhờ vào sự giúp đỡ của người dân trong đoạn đường chúng ta đi qua, để xem ai là người sẽ được dân chúng giúp đỡ, và xem tôi có tội với nhân dân hay không. Tiếng đập bàn và tiếng quát của tên chấp pháp. Anh thật láo, tôi không cần anh nhận tội. Anh cần có thời giờ để suy nghĩ nhiều hơn. Người tu sĩ được dẫn trở lại Xà Lim. Về sau, tôi biết người bị hỏi cung là thầy Thông Bửu. Giáo hội Phật giáo Thống Nhất đối lập với chính quyền miền Nam. Giáo hội đấu tranh trên lập trường dân tộc độc lập, không lệ thuộc ngoại bang. Trong khi chiêu bài dân tộc của Cộng sản là ngụy danh dân tộc, Cộng sản nhìn thấy thế mạnh của Phật giáo, chúng cho cán bộ nằm dùng giả làm các tu sĩ hay cư sĩ. Những tên này luôn luôn xúi dục những cuộc đấu tranh của Phật giáo từ sau năm 1963 trở nên quá khích. Cộng sản đã có lợi nhiều trong phong trào Phật giáo. Những người lãnh đạo chân chánh của Phật giáo đứng trước những khó khăn đó, không có những vận động chánh trị, thì miền Nam Việt Nam cứ lún sâu vào ảnh hưởng ngoại quốc và phi dân chủ. Làm cuộc vận động mạnh mẽ thì không kiểm soát được, Cộng sản sẽ lợi dụng. Cũng từ đó, bên ngoài có người nghĩ Phật giáo là Cộng sản. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, những cán bộ cộng sản đội lốt tu sĩ, những cán bộ nằm dùng trong hàng ngũ cư sĩ đã được nhận diện. Chúng được đảng đền công, ban phát ân huệ trong các cuộc bầu cử từ quốc hội đến các hội đồng địa phương, hoặc mặt trận tổ quốc hay chức vụ trong giáo hội Phật giáo yêu nước, mà dân chúng gọi là giáo hội quốc doanh. Bọn ngụy danh dân tộc không để cho giáo hội có lập trường dân tộc chân chánh được đứng vững. Những nhà lãnh đạo Phật giáo cũng thấy sự nguy hại của một chủ nghĩa phi dân tộc dân bản đang nô lệ đất nước. Chánh quyền Cộng sản không để cho những nhà lãnh đạo Phật giáo được yên, vì chúng sợ giáo hội cũng vận động dân chúng chống lại, như giáo hội đã từng chống lại chánh quyền thực dân Pháp và các chánh quyền lệ thuộc ngoại quốc. Từ sau khi chiếm miền Nam, Phật giáo là đối tượng Cộng sản cần triệt hạ. Dĩ nhiên Thiên Chúa giáo luôn luôn là kẻ thù chính của Cộng sản. Nhưng đối với Việt Cộng, thì giáo hội Thiên Chúa giáo Việt Nam và các giáo hội cơ đốc khác là kẻ thù đã được nhận diện rõ, ngay cả đặc tính phân bố dân cư tập trung trong vùng của giáo dân Thiên Chúa giáo, Việt Cộng dễ kiểm soát. Chúng bắt tức khắc những linh mục ở giáo xứ nào có manh nhà chống đối.